Chào bạn, tôi Hải Bùi đây. Hôm nay tôi sẽ nói cho các bạn một tình huống về kê khai bổ sung thuế trị tăng. Em chào thầy, mong thầy giải đáp giúp em trường hợp này. Ví dụ như tờ khai 01 nè, giá trị gia tăng quý 2 2023. Đầu kỳ kế toán lấy số dư của tờ khai bổ sung quý 1, chứ không phải lấy tờ khai chính thức của quý 1 2023. Lấy sai số dư đầu kỳ của quý 2 năm 2023. Rồi các bạn hiểu chỗ này chưa? Đáng lẽ nếu mà mình kê khai bổ sung quý 2 năm 2020. Ủa, mình kê khai tờ khai đầu tiên của quý 2 năm 2023 á, thì mình phải lấy chỉ tiêu 43 của tờ khai quý 1 năm 2023, tờ khai chính thức chưa khai bổ sung. Đằng này á là kế toán lấy chỉ tiêu 43 á, là cái tờ khai bổ sung của quý 1 năm 2023. Đáng lẽ là lấy chỉ tiêu 43 của tờ khai chính thức quý 1 năm 2023 chưa bổ sung. Rồi các bạn nắm được ý này chưa? Vậy giờ mình có cần nộp lại tờ khai bổ sung quý 2 không? Lấy số dư đầu kỳ theo số đúng là cuối kỳ của tờ khai chính thức quý 1 năm 2023. 100% là bắt buộc phải làm lại tờ khai bổ sung. Rồi hiểu chỗ này chưa? Các bạn đọc nguyên cái câu hỏi, các bạn hiểu không? Hiểu đúng không? Như vậy có nghĩa làm sao? Cái chỉ tiêu mà 22 của cái tờ khai quý tiếp theo á, nó sẽ bằng chỉ tiêu 43 của tờ khai chính thức chưa kê khai bổ sung. Được chưa? Còn nếu mà các bạn mà lấy chỉ tiêu 22 của cái tờ khai mà đã bổ sung rồi á thì nó không có đúng. Rồi vậy với cái câu hỏi này thì tôi xin trả lời là làm sao? Có làm tờ khai bổ sung lại của quý 2 năm 2023 nha. Rồi tôi ví dụ nè, cho các bạn dễ hình dung. Quý 1 năm 2023 tờ khai lần đầu á là chỉ tiêu 43 là 10 triệu. Ngày 5 tháng 5 phát hiện ra tờ khai quý 1 bị kê khai sai. Với một tờ hóa đơn đầu vào 2 triệu kê khai 2 lần, nên tiến hành kê khai bổ sung quý 1, dẫn đến chỉ tiêu 43 này nó còn 8 triệu thôi. Như vậy tờ khai lần đầu là 10 triệu và tờ khai lần đầu là 10 triệu, tờ khai bổ sung là 8 triệu. Kế toán trước á, kế toán cũ á thì sẽ lấy 8 triệu để ghi vào chỉ tiêu 22 của tờ khai quý 2 năm 2023. Như vậy là đúng hay sai? Sai. Bây giờ các bạn vào, các bạn mới thấy như vậy thì các bạn làm tờ khai bổ sung của quý 2 năm 2023 là lấy 10 triệu chứ không phải lấy 8 triệu. Rồi rõ chưa? Luôn luôn là khi chúng ta làm tờ khai bổ sung rồi thì chỉ tiêu 43 nó thay đổi á, thì khi mà các bạn làm tờ khai của quý tiếp theo thì cái chỉ tiêu 22 á, các bạn lấy tờ khai lần đầu của chỉ tiêu 43 chưa bổ sung, chứ không được lấy tờ khai đã bổ sung. Rồi vậy ví dụ này hiểu rồi đúng không? Như vậy mình sẽ tiến hành mình làm tờ khai bổ sung quý 2 năm 2023 là chỉ tiêu 22, mình sẽ lấy là 10 triệu chứ không phải là 8 triệu. Đây các bạn, quý 2 nè, kế toán lại lấy chỉ tiêu 22 của quý 2 là 8 triệu mà không phải 10 triệu của tờ khai lần đầu, nên các bạn sẽ không thấy chỉ tiêu 37 trên tờ khai quý 2. Đó, quý 2 nè các bạn, quý 2 là bạn kế toán cũ làm nè, thay vì cái chỗ này là lấy 10 triệu, các bạn lấy 8 triệu. Được chưa? Rồi ngày 8 tháng 8 bạn nhận, ví dụ như là cái quý 2 này các bạn nộp tờ khai này trong tháng 7 đi. Rồi ngày 8 tháng 8 bạn nhận làm kế toán và phát hiện ra trường hợp này, nên các bạn tiến hành lập tờ khai bổ sung quý 2 năm 2023. Các bạn làm như sau nè. Chỉ tiêu 22 nè, mình ghi đúng là 10 triệu thay vì là 8 triệu. Đầu vào đầu ra không thay đổi thì lúc này chỉ tiêu 37 á của tờ khai quý 2 mà bổ sung á, các bạn sẽ ghi là 2 triệu. Được không? Rồi sang quý 3 năm 2023 á, là các bạn lấy 15 triệu. Được chưa? Lấy 15 triệu. Ok chưa? Rồi các bạn hiểu cái này chưa? Nhớ là khi mà chúng ta làm tờ khai bổ sung
thì chỉ tiêu 43 nó có thay đổi. Ví dụ như ở đây là từ 10 triệu trở thành 8 triệu nè, thì khi làm tờ khai của quý tiếp theo chúng ta phải lấy chỉ tiêu 43 của cái tờ khai lần đầu chưa điều chỉnh. Cái phần điều chỉnh tăng giảm á, mình sẽ ghi vào chỉ tiêu 37 hoặc là 38 của tờ khai của kỳ hiện tại. Nếu mà giảm VT đầu vào mình ghi 37, nếu mà tăng VT đầu vào mình ghi 30 18. Rồi được chưa? Rồi hy vọng video này sẽ giúp cho các bạn có một cái cách nhìn khi mà chúng ta làm tờ khai bổ sung thuế trị tăng để chúng ta biết làm đúng. Được không? Các bạn thấy video này hay, hữu ích cho tôi lượt like, comment, share về tường Facebook cá nhân nha, cho nhiều bạn cùng xem. Hãy lan tỏa những cái giá trị, lan tỏa những cái kiến thức, được không? Mà các bạn thấy hữu ích. Được chưa? Không có nên che giấu. Mang lại giá trị cho nhiều người thì các bạn cứ lan tỏa thôi. Rồi, các bạn muốn đăng ký kênh của tôi và theo dõi á, các bạn lên kênh YouTube nè, các bạn gõ từ khóa là Tự Học Kế Toán. Rồi các bạn bấm vào là Tấn Hải Bùi hoặc là một cái video bất kỳ. Các bạn theo cái trình tự như... Rồi. Các bạn bấm là cái gì các bạn? Đăng ký kênh hoặc là subscribe, bấm vào, nhớ bấm vào cái chuông giống như này nè. Để tôi ra video vào 8:30 tối hàng ngày, các bạn là người đầu tiên sẽ nhận được cái video này. Được không? Khi mà ra video nó hiện lên thông báo như giống như này nè. Rồi được chưa? Rồi các bạn ủng hộ sách thì vào trang sách kế toán .org nè các bạn. Nó có rất là nhiều loại sách ở đây. Rồi cảm ơn các bạn nha, hẹn các bạn trong video tiếp theo.